Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân cùng lãnh đạo các ngành liên quan trong chiều nay đã đến thăm chúc Tết một số tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, đoàn đã đến thăm chúc Tết các vị giám mục, linh mục, các chức sắc chức việc tại Hội thánh Truyền giáo Cao Đài, Tòa giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Ban đại diện Tin lành Đà Nẵng và Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam. Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đã gửi lời chúc mừng sức khỏe, an khang thịnh vượng đến toàn thể chức sắc chức việc và tín đồ các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022. Đồng thời nhấn mạnh trong năm 2021, dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là đại dịch COVID-19, nhưng thành phố cũng đã thực hiện tốt mục tiêu kép với sự đồng hành và góp phần đáng kể của các tổ chức tôn giáo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn các chức sắc và tín đồ các tôn giáo tiếp tục phát huy tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung tay góp sức xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển. Đại diện các tổ chức tôn giáo cảm ơn những lời chúc tốt đẹp cũng như sự quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động tại địa phương, đồng thời cho biết sẽ nỗ lực hết mình để cùng với các cấp chính quyền xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.